Vâng, xin chào các bạn. Tôi lại có một mẫu ly Yamaha, phải nói là cực đẹp luôn. Yamaha 1000, chỉnh bát chép, cân loa đầy đủ, khối gỗ còn tương đối đẹp luôn. Cái này nó là dây dán nhá, nên là nó cũng có chỗ nó rách, nhưng cái khung của nó còn quá là cứng cáp luôn. Đây, mặt tiền còn quá mới luôn, cái mặt tiền. Còn bên cạnh thì nó do vận chuyển không cháy khỏi, nhưng cái mặt tiền của nó quá đẹp luôn. Nước sơn của cái mặt tiền và cái nắp ở trên này long lanh. Tôi bán con này giá 3,5 triệu đồng, cực khỏe luôn. Hai tản nhiệt hai bên, tản nhiệt nó như thế này thì là khi hoạt động nó rất hiệu quả. Nó nóng thì nó sẽ hiệu suất nó tản ra rất nặng nha, còn đâu đi cực nặng luôn. 3,5 triệu. Cái này thì tôi sẽ đổ keo vào đây, nó sẽ đẹp hơn. Ở chỗ này thì chịu, nhưng quan trọng cái từ cái chỗ này trở lên nó mặt tiền nó vẫn còn quá mượt luôn. Đang cắm vào đường CD, nó chỉ đánh một đôi loa chính thôi, còn lại hai loa center là loa lời. Bên dưới này một đôi loa phụ này, một đôi loa phụ nghe cũng được, ok. Hai đôi loa phụ hai bên, 260W, 100V. Con này sản xuất tại Nhật Bản luôn. Nước sơn của cái nắp cũng như mặt tiền quá đẹp luôn. Thật ra cái hồi gỗ này bỏ đi được này, bởi vì cái kim loại này nó đây tháo ra nó vẫn còn có cái khung kim loại bên ngoài, nhưng nó có hồi gỗ vào thì nó rất sang trọng. AVX 1000, tiếng cực khỏe luôn. Tôi sẽ mở nhạc to cho các bác nghe. Còn đâu bây giờ các bác ghép vàng và hát karaoke quá đơn giản với nó luôn. Khi nghe nhạc mình để chế độ effect off nó sẽ hay. Còn nếu để chế độ on sang đây nó sẽ ra các hiệu ứng âm thanh. Khi đó thì mình mới chơi được nhiều loa. Còn khi đánh một đôi thì mình để chế độ effect off nó sẽ hay. Và nó là cực khỏe luôn. Vừa khỏe vừa đẹp. 3,5 triệu đồng. Hàng bãi nguyên zin 100% nhá. Lau chùi cái chạy ngay. Một con này tôi cũng chả phải lau chùi, tôi để trong góc nhà kìa. Tôi vừa lôi ra tôi đấu loa chạy luôn. Nó quá mới luôn. Trong quân trường cam go đã chạy tâm hồn linh mới. Nó luôn bảo tôi đừng than oán chi cuộc đời. Vì khi tôi vẫn đêm đêm vang vọng mãi, ta mẹ nào tay hai đứa cùng vui mừng. Ngày mai nó tôi trên hướng cửa cuộc đời dặn nhau rằng một con đơm ly quá ấn tượng luôn, vừa hay vừa đẹp, nặng như đá luôn. Xin nhắc lại 3,5 triệu đồng, ship toàn quốc qua Viettel, phí vận chuyển người mua và chịu. Xin chào, hẹn gặp lại.